Rồi, Trịnh Thăng Bình, Anh Đức, Nguyên Khang. Trời, các bạn có liêm sỉ một tí đi, mình ế mà không chịu nhận hả? Lên đi nào, lẹ lên. Khổng Tú Quỳnh. Nguyên Khang lên. Minh Hằng. Khổng Tú Quỳnh. Lên đây. Phạm Quỳnh Anh kìa, muốn nói là muốn next time kìa, lên đây, lẹ lên. Em lên luôn. Vũ Cát Tường kìa, lên đây. Khổng Tú Quỳnh kìa, lên đi, có Ngô Kiên Huy đang đứng đây nè, lẹ lên em. Biết đâu thầy cái dính lại giờ đó. Khả Như mày lên đi Như. Mày già lắm rồi Như, lên đây. Minh Sô. Chưa nha, từ từ. Trời ơi, cái chỗ này là tụi em được. Em ơi, đây là thầy Tú Cùng với giờ cô hồn em ơi. Lùi lại. Em làm thấy ghê quá à. Mấy đứa này nó nôn chồng hơn gì. Đứng đây đây. Tụi mày đàn ông mới mê chồng. Đứng đây nè. Để yên chú để nha. Em ơi, tối nay em giữ chồng nha. Sơ hở nó qua phòng em đó. Trời ơi, đâu. Anh Dương. Ủa. Lên đi rồi chưa. Everyone. Đủ hết chưa. Chuẩn bị nha. Trịnh Thăng Bình kìa. Trịnh Thăng Bình. Chuẩn bị bây giờ. 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3 nha, 1, 2, 3 nha, 2 người cùng ném nha, 2 người cùng ném nha. Chuẩn bị nè, nắm tay nè, nắm tay, nắm tay nè. Tiếng luật có muốn lên luôn không? Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Ai vậy? Ai vậy? Lên đây coi. Trời ơi, từ từ. Trời ơi, em ơi, không có giật cô hồn em ơi, bình tĩnh em ơi. Trời ơi. Em là ai? Em là ekip của tao. Trời ơi, nó không cho con nhỏ được cái cơ hội. Thôi chúc em may mắn lần sau. Ủa, cô thanh dân được bông hả? Trời ơi, một sư vàng xếp không hề nhỏ. Rồi lên đây. Tôi phản đối cái sự sắp xếp lộ liễu này nha. Tình yêu là phải giành lấy đúng không? Đúng không mọi người? Nè. Chừng nào bả giành lấy nó để em cưỡng bức bả. Rồi em để. Rồi bây giờ đứng yên nè. Đã lỡ lên rồi thưa quý vị. Excuse me ladies and gentlemen. Đây là một người chị cũng rất là thân với lại hai bạn ha. Thì cho đã lỡ lên đây rồi thì lấy cái may mắn thì Vân chắc chúc cho hai bạn một câu đi nè, đúng không nào? Wow, thật ra thì hơi bị bất ngờ cho cái việc này. Cái này giống như bắt bị bỏ vô tay quá mà. Sẵn đây thì cũng xin cho chị. Thực ra thì chị cũng đã mong chờ vào một tình yêu rất lâu lắm rồi. Và chị không có may mắn tìm được cái điều đó. Và cũng phải nói là chị cũng đã bỏ cuộc. Nhưng mà ngày hôm nay thì khi đứng ở đây và nhìn thấy hai em, thấy được cái sự kiên trì của hai em trong vòng 10 năm qua. Và nó là một cái điều quá tuyệt vời, quá đẹp. Và nó bỗng dưng lại cho chị một cái động lực để một lần nữa tin vào tình yêu. Xin được chúc hai em thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều nghị lực cho đoạn đường sắp tới. Thank you.